Xin chào các anh chị, đằng trước đây mọi người, đây là con Pina S14 build cho một anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh này anh chờ cặp bánh Presetone này chứ không thì em bán giao lâu rồi ấy. Thì mấy tuần vừa rồi anh chị không thấy em ra video do vừa rồi em đi công tác thành phố Hồ Chí Minh, đi cái hội chợ triển lãm dài ngày nên giờ mới về được. Hội chợ triển lãm xong đi chơi luôn. Thì con này build cho anh trai cấu hình khá là cao, nó gồm full group Shimano Ultra 8170 cúp điện nhé, và cặp bánh Presetone 6560. Cặp bánh này đùm ceramic rất là trớn luôn nhá. Thì con bánh này thì rất nhiều khách hàng thích. Thứ nhất là nhìn nó hầm hố đỡ rất là đẹp. Thứ hai là đùm của nó là đùm ceramic, thì em sẽ quay cho mọi người xem. Con này thì lên dây cuốn là dây cuốn Simro Pro này. Đấy, toàn bộ dây các thứ là dây đi trong đây em đều có dây chống sốc hết nên anh chị em có thể yên tâm khi mà sử dụng, không lo mà vào cua như này nó ra tiếng kêu động lạ đúng không. Và gọng nước thì sử dụng gọng của Pina luôn nhá, bình nước thì là bình nước, con này thì sử dụng bình nước Redfan. Đấy, đùi đĩa cũng đùi đĩa UN 8170, gạt đĩa, củ đề sau, lip và xích đều là Shimano Ultegra. Con này thì khách lên lốp này, nó lốp Continental Gato Skin, nhân viên nó nhắp nhầm thành Ultra Sport, lát nữa em sẽ đổi cho khách về lốp Gato Skin nhá. Và yên này sử dụng yên carbon 3D của Datsun rất là đẹp luôn. Tổng trọng lượng con này vào khoảng tầm 8 cân nhá, chưa đến 8 cân đâu, nó vào chính xác là 7 cân 8 ấy. Thì xe đã build hoàn thiện cho khách hàng, trước khi gửi đi khách hàng thì em sẽ quay qua để cho khách hàng xem về tình trạng xe của mình, cũng như lên cho anh chị xem về con xe của mình sắp tới nó sẽ ra. Em này build ra hơn 70 một chút, kêu của nó nhá, tiếng kêu của nó thì rất là đã luôn. Con bánh Presetone này thì tiếng kêu khỏi phải nghĩ luôn, thấy không anh chị, thấy không, tiếng kêu của nó luôn là phá làng phá xóm. Đây là lý do mà rất là nhiều người thích đùm của ceramic của Hubsmith, nó khác thông thường chính là làm ở cặp bánh này, đùm này nó rất là trớn, cối lổ to mà quan trọng là rất là đã luôn. Đấy, xe cối lổ như này nên anh em nào cũng thích. Anh em nào có nhu cầu build xe liên hệ em Nương, Hà Nội Bay, cảm ơn mọi người.